người biểu tình đòi xử tử lãnh đạo Hồi giáo ở Bangladesh tên từ Dhaka. Hôm nay, tại thủ đô của Bangladesh, hàng trăm người giận dữ đã tụ tập biểu tình đòi xử tử lãnh đạo đối lập Hồi giáo, ông Abdul Qadir Mollah. Ông Mollah bị kết án đã gây tội ác chiến tranh trong cuộc chiến tranh giành độc lập từ Pakistan vào năm 1971 và đúng ra phải bị treo cổ tại nhà tù trung ương Dhaka ngay sau nửa đêm ngày hôm nay. Nhưng các luật sư của ông đã xin được hoãn lại vào phút cuối. Vào sáng nay, các luật sư đã gặp các giới chức của bộ phận khiếu nại của tòa án tối cao và sẽ tiếp tục tranh luận vào ngày mai. Việc hoãn thi hành bản án sẽ tiếp tục cho đến khi kháng cáo chống lại án tử hình được giải quyết. Các luật sư là những người ủng hộ đảng Jamaat-e-Islami đã hô vang khẩu hiệu trong khi đi qua các hành lang tại tòa án. Ông Mollah là trợ lý tổng thư ký của đảng Jamaat-e-Islami bị cấm tranh cử nhưng đóng một vai trò quan trọng trong phong trào đối lập do đảng Quốc dân Bangladesh tức BNP dẫn đầu. Ông là một trong năm nhà lãnh đạo Hồi giáo đã bị kết án tử hình bởi Tòa án Tội phạm Quốc tế của Bangladesh tức ICT được thành lập vào năm 2010 để điều tra những tội ác gây ra trong cuộc xung đột năm 1971 đã làm 3 triệu người chết.